Dễ chịu thôi, con hay quýnh lộn không? Không không. Vì sao tôi thấy mẻ cái răng rồi. Ủa đâu vậy? Hồi sáng em đi lu bu sẽ lạc đường, anh đi chuẩn bị không kịp, cái chương trình cho em mượn. Trời đất ơi. Em tính đi sớm mà mua, nhưng mà là do là đi lạc đường á. Rồi cái chương trình tội nghiệp, chương trình cho mượn. Nhưng mà cái đó là tuy thằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này. Sao rồi anh cần? Mời nhà trai. Mời đi em trai. Bây giờ nhà gái sẽ giới thiệu mình trước nha. Em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào MC Quỳnh Linh với bạn nam bên đó và tất cả mọi người ngồi trong trường quay này. Em tên Nguyễn Lê Như Ý, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ, hiện em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Tích Quang Cần Thơ luôn. Mình lên đây khi nào? Mình lên đây à, lên hồi sáng, 5 giờ đón xe lên đây. Rồi, mời em trai. Dạ, em tên là Nguyễn Nhân Tài, hôm nay 33 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Em làm gì ở Đồng Tháp Tài? Dạ, em làm hàng cơ khí anh. À, em cũng mới đón xe từ Đồng Tháp lên luôn hả? Dạ, đi hồi phía. Hồi phía luôn? Dạ. Lúc mấy giờ? Đi lúc 2 giờ sáng. Trời ơi, tội nghiệp ông bên kia đi ha. 5 giờ đi 2 giờ hả? Ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái là gì nè? À, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, sắp xếp nhà cửa. Và em khi mà em mà muốn mà làm cái việc gì đó, cho dù là ở đối với bạn bè hay là công việc gia đình hay là gì, là em phải dứt quyết để em phải làm cho được thành công. Và còn khuyết điểm của em là nhút nhát, cục về trước đám đông. Tại vì cái môi trường làm việc của em thì ít tiếp xúc, em hơi nóng tính, thiếu kiềm chế lại. Lúc là mình nóng tính thì mình ít kiềm chế lại được. Cái lần mà mình nóng tính nhất là mình làm cái gì? Là giống như mình hơi bực bội, ví dụ như mình làm chuyện gì đó không thành công, thất bại, hoặc là mình chưa có làm hết cái khả năng của mình và mình thất bại chuyện đó, thì em hơi bực trong lòng vậy đó. Tức là mình chỉ bực ở trong lòng thôi chứ không phải là mình nóng tính rồi mình la người này la người nọ. Đúng vậy. À, tưởng nó nóng tính rồi quýnh người ta luôn chứ. Dạ không. Thôi mời Tài. Tôi điểm khuyết điểm là gì? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, biết nấu ăn, sống tự lập. Môi trường này em sống được. Rồi, sống tự lập luôn. Dạ. Ở nhà đó là ở dưới quê đó là ở với ai? Em ở với ai? Dạ, ở chung cha mẹ, nhưng lúc trước em đi làm kia đó anh, em cũng sống tự lập này kia. Có mình ba mẹ thôi hả? Dạ. Vậy là em là con một hả? Dạ. Còn bên kia là gia đình đông không em gái? Dạ, em cũng con một luôn anh ơi. Rồi, hai đứa con một luôn, khỏe re. Tại đường tình duyên mình sao em? Được hai mối tình tìm hiểu và một mối tình đơn phương anh. Tìm hiểu được một năm vậy đó, mà chia tay này một mối tình thì 6 năm, một tình 4 năm mà. Tôi có sâu sắc hơn sao? Dạ, cũng đang tìm hiểu mà người ấy từ chối em á. Sao từ chối tội nghiệp vậy? Lừa gió tình mày, lừa gió tiền đó. Trời ơi, hết nhiêu tiền? Không có hết mà, dù như em làm tháng nào cái cổ hay rủ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sắm hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sắm được năm không? Hơn năm luôn. Trời tội nghiệp không? Trời tội nghiệp vậy trời. Đường tình duyên của mình sao cưng? Em có quen một bạn nam, bạn trai thì lớn hơn em 3 tuổi. Là trong quá trình mà mình đi làm thì sẽ được làm giống như là giới thiệu bạn bè quen biết, thì mình tìm hiểu được một năm thì em thấy cũng không có kết quả gì. Với lại tình cảm của người đó thì không có nghiêm túc. Nói chung là mình quen người đó mình có cảm giác như là sẽ không có đi đến một cái kết quả hôn nhân gì tốt đẹp, cho nên em tự rút lui chia tay luôn. Nói chung là tới giờ em cũng không có quen. Bây giờ là mình đã sẵn sàng để mà mình đón chờ một cái câu chuyện mới chưa? Mới. Dạ, sẵn sàng. Mẫu hình mà mình mong chờ ở một cái người đàn ông sắp đúng tới rồi. Của mình. Tại vì tánh của em thì sống nội tâm, cho nên em thích bạn trai em phải là hiền lành, điềm đạm, nói chung là có trách nhiệm với gia đình, chứ đừng có gia trưởng hút thuốc với lại chồng chúa vợ tôi đó anh. Rồi nói chung là thiếu tôn trọng phụ nữ là em không thích. Bên đây hiền lắm, chắc không có gia trưởng đâu hả Tài hả? Dạ không anh. Bên đó cũng không có hút thuốc luôn. Còn gì nữa không? Chị đơn giản bên đây đáp ứng được nhu cầu đó không Tài? Dạ được. Được. Rồi em muốn tìm người yêu sao? Nói luôn. Biết cô bác người lớn á, hiền lành kia nè, chung thủy với nhau. Đi thôi đó hả? Dạ em rung quá. Giờ rung dữ không? Em rung rung. Đi từ lúc nãy. Dạ chào nhà trai. Dạ. Sao rung? Như hồi đó giờ không có ngồi tới nấu đông gì, ngồi trúng đông thì em ngại em rung. Không rung thiệt. Rung thiệt. Có cái điều gì mà không thích ở bạn gái? Em không thích gái xăm mình với sống ảo á chị. Sống ảo là sao? Cái bền á. Như Facebook mà hay
đang nói này đó kia nó không có đúng sự thật á. Có, bên đây không có đang nói, nó không có nói gì hết trơn, trời, người ta chỉ nói công việc thôi. Lâu lâu người ta viết mấy câu mà thơ thơ thôi chứ. Bên kia xài app không á? Không có, tôi là không có sống ảo, mà tôi là lâu lâu chỉ viết một vài câu thơ, ví dụ như iPhone thì em có nhưng mà ai đó thì em chưa. Đó, à, chỉ có vậy thôi. Chứ đâu có gì đâu. Đúng không? Có xăm mình không cưng? Dạ không. Dạ không, đó rồi xong bên mình đây có không có sống ảo không? Dạ không luôn. Không rồi. Có luôn. Coi nè, thấy mua quà tặng bạn gái nó nhỏ bé quá hả? Này mua đâu vậy? Hồi sáng em đi lu bu sẽ lạc đường, anh đi chuẩn bị không kịp với chương trình cho em mượn. Trời đất ơi, thấy thương không? Thấy thương. Trời đất ơi, rồi em tặng cho anh ta rồi em mượn rồi sao? Em mua khác anh trả lại. À, mua khác trả lại nha. Dạ. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Đồng dạ. Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi bao nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 thôi hả? Dư luôn. Mấy triệu lận. Mấy triệu lận. Mấy triệu qua khỏe. Người ta đi, ta đem tới mấy triệu lận. Tính tình có hay nóng nảy không vậy? Dạ không, nói chung em cũng dễ chịu lắm. Dễ chịu thôi, có hay quýnh lộn không? Không không. Vì sao tôi thấy mẻ cái răng. Đây tới 6 tháng anh chị. Khi ở sớm em nó cũng quánh lộn á, cái một người thì có rượu một người không có rượu á. Nói này nói kia, cái ông không có rượu, ông nóng vô ông quánh ông kia thấy gì thấy nghiệp. Ông xỉn rượu nhỏ con quá vô em can. Can xong thục thục cỏ quánh ông kia ông né trúng mặt em để gãy nửa cái răng nè. Thôi được rồi. Chắc hai đứa nó cũng dưới quê lên. Không có ai mùa này dịch giả mai lên đâu, thôi mình làm mai luôn mình mối luôn đi ha. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Dạ. Miễn sao hai đứa nó đến nhau được rồi. Mở rào đi. Không hỏi ai hết luôn. Không có cần hỏi ai, đâu có ai để đâu hỏi. Ờ à, đúng rồi, đâu có ai đi chung mà quên. Mở rào. Cười chảy nước mắt luôn á. Rồi. Hít thở sâu vô. Bớt cung chưa? Dạ bớt rồi. Bớt cung. Đó. Bằng ý bên kia nha. Rồi bước tới. Em tặng anh cuốn nhật ký. Phải nói rõ ràng cái lai lịch đó sao, con cho cái quà tặng gì đó cho người ta nghe. Nó là tuy là món quà này anh mượn nhưng mà cả tấm lòng của anh đó, mua nói đi. Có gì đó. Em tính đi sớm mà mua. Nhưng mà là do là đi lạc đường á. Rồi cái chương trình tội nghiệp chương trình cho mượn. Nhưng mà cái đó là tuy thằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này. Sao anh chọn món đà đó thì em mua ở Cần Thơ đem lên. Như cuốn nhật ký thì anh có thể viết. À. Rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Thuộc câu sao không? Thuộc. Sao? Ai đi tới đó lòng không muốn về. Đúng rồi. Hả? Tài thấy sao? Thấy ý sao? Dạ thấy ý cũng dễ thương, ngoài sức tưởng tượng của em. Còn ý thấy Tài sao? Dạ thấy anh cũng dễ nhìn. Chứ ta nếu mà miệng mồm này kia là nói không, đồ của em mua này kia đó không? Rất thật tình luôn, chính ra là chúng ta đang cần những người thật tình thế này nè. Yeah. Rất là thật luôn. Tuần gặp mấy lần ở đâu, hẹn hò sao, nói cho như ý biết đi. Dạ thì ví dụ như công việc của em thì như chủ nhật được nghỉ, trước mắt là như chủ nhật kia đó. Dạ. Yeah. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể em đi gặp nhau gì hơn vậy đó. Cũng em làm cũng nghỉ ngày chủ nhật. Em đang làm ở Cần Thơ luôn hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em thì hồi đó em cũng muốn đi làm xa lên thành phố Sài Gòn này, em cũng thích lắm. Mà cha mẹ em nói ở dưới quê nhà mình thì nhà cửa có sẵn rồi. Mà ở dưới Cần Thơ thì công ty cũng nhóc, có trên đấu thua gì Sài Gòn đâu. Thành ra là cha mẹ em có cho em đi làm xa. Cứ sống rồi mình sinh hoạt, có nhà cửa thì mình làm. Mặc dù là lương thì nó cũng không có cao với thành phố, nhưng mà nó ổn định cho mình là được. Em hỏi anh là ví dụ như anh cũng con một giống như em rồi, cha mẹ anh có cái vấn đề làm dâu không? Nói chung cho mẹ anh cũng dễ, nhưng mà anh nói dù hai đứa có quen nhau thì sau này ở đâu cũng được. Ví dụ như ở bên vợ hay là ở bên này cũng được, như lâu lâu về thăm ba mẹ gì đó. Còn có con cái thì đưa cho mẹ giữ, lâu lâu mình thăm con về thăm ba mẹ cũng được. Ngon luôn. Chưa gì giao con cái cho mẹ giữ rồi đó. Tính nhanh ghê không? Rồi tương lai á, là thí dụ giờ á, nhà gái có thể bắt rễ được Tài về đó ở được luôn không? Dạ được anh. À. Dạ. Ý có thể về được không?
Dạ được, thì bên nào cũng con một hết, thì bây giờ mình phải xẹt qua xẹt lại, tại vì chủ yếu là chăm sóc cho cha mẹ sau này già. Hay là giờ mình gom bốn mình cũng đâu có anh em gì để nhờ cậy đâu. Thành ra là gặp gia đình thì lập gia đình, chứ thì mình cũng phải tới lui cha mẹ đôi bên để chăm sóc, chứ không có bỏ cha mẹ được. Ừ. Đó là ý nghĩ quan niệm của em. Rồi giờ Tài hỏi đi. Anh với em thì cũng có tuổi rồi, như em định giờ nào mới... Em thì muốn tìm hiểu là phải từ nửa năm cho tới một năm thì em mới có thể trả lời được. Tại vì khi mà em tham gia chương trình này là thật lòng em nói là chỉ là một cái bước đầu tiên mà cho cơ hội thôi. Em còn đi làm công nhân tá anh. Nhưng mà em cũng gắn dự định làm có vốn khi mình mở cái tiệm nhỏ của mình làm riêng cho mình vậy đó. Bây giờ nè, Tài đứng lên hát cho ý nghe đi, giao lưu cho nghệ chút coi nào. Thoải mái vô. Anh hát đại đi mấy câu. Hát bài cái tựa em quên rồi. Giống như cái chủ đề gặp hôm nay đi ha. Có lẽ ông trời ra cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời mất ta phải mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm, chỉ còn một cách em chỉ bằng lòng quen anh. Cả thế giới này không ai em bằng anh, cả trái đất này không ai em bằng anh. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, ôm lấy em từng đêm. Hết à. Dẫn nắm tay nhau thấy bạn gái sao nói nè, trong lòng mình nghĩ sao về bạn gái nói đi. À em nhìn bạn gái rất dễ thương. Em thích. Cảm ơn anh. Thích rồi, nói đi. Thích rồi. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên. Thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh để mình đi hết cuộc đời này. Dạ. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Nãy giờ thì chúng ta có thể trao đổi vui vẻ với nhau, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa xem. Nếu không thích, chúng ta đừng bấm, để cái duyên đó cho người khác. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đã bóc. Chúc mừng. Rồi, đứng ra đây. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau được rồi đó. Nắm bên này. Nắm đúng không? Dạ nắm rồi nè. Có bàn nè, không vậy hả? Nè, vậy nè. Đó. Thấy sao Tài? Dạ thấy ấm áp và hạnh phúc anh. Giờ bớt rung chưa? Dạ, rung, tại vì em sợ còn không bấm thì em rung, giờ hết rung rồi.